Mời nó mà. Con làm gì vậy? Lượm gớt trái dưa á, đưa cho ngoại đi con. Đi em vô đưa cho ngoại đi, con đừng đưa vậy, ngoại lấy đâu được. Đem vô đưa ngoại. Giỏi quá, đưa ngoại hả con, giỏi quá. Giỏi, giỏi. Nam đi đâu đó? Đi vô nhà đây con, ở đây nắng nè. Cha hả? Đem vô đi, đưa cha thằng chi. Đừng có cạp chứ vô leo con, trả ngoài đi, đừng cạp nữa. Con bỏ vô gỗ đi cho ngoại. Ừ, giỏi quá. Ừ, cạp rồi kìa, cạp rồi kìa. Con mới bị bệnh đó. Con bị bệnh đó, không ăn được đâu. Không ăn được đâu. Nhìn cạp kìa, nhìn cạp kìa. Cười, cười, cười. Ôi, không ăn thôi, cắn cạp bỏ trơn trời. Ủa, rồi rồi rồi, con đứng đó đi, vô lì ơi. Dơ nè, thấy không? Đi vô. Vô, vô cha nè. Không ra ngoài nữa. Ơi, là có nguyên cái nè.